Chào các bạn, mình là Linh. Có thử thách cho anh em rồi đây. Hôm nay thì mình sẽ cầm quả M79 Hospital. Máu gì, súng gì thế? Ôi, ôi, trúng kìa, trên méo này lại trúng kìa. Ôi, mình tưởng méo là cận chiến quả đấy chứ. Ôi, thôi anh ơi, chạy đây. Ôi, quả đạn này anh em phải... Ui rồi ôi, một viên đạn của nó phải to đồ bố thằng ăn mày. Nhưng mà với cái tốc độ bay thì... Wow, okay, cái thử thách này mình nghĩ là vui này. Một trong những dòng súng lục gọi là thuộc hàng tuyếp những khẩu súng mạnh nhất trong truy kích. Anh em sẽ chỉ sở hữu một viên thôi, một bắn chip ngay. Ôi 400 máu à, chịu nhá, thôi nghỉ đây, bye bye nhá. Thôi clip mình sẽ dừng ở đây thôi. Ôi mình chạy đi em, chạy đều chắc ăn. À, có được không? À đường này. Ôi, đây, nó, anh em sẽ, ui. Đồ to đấy. Mình không biết anh em nghe mỗi lần nó dặn từng viên một không, nhưng mà chết đi. À nhưng mà nó có phạm vi nổ ấy, nhìn ra. Đừng hít bạn, đấy, đừng hít. Oh! Một kill. Ôi, cái này mình phải... Đây bây giờ cái thử thách của mình là lên 10 kill là cái nào nó phạm vi nổ ơi, may quá. Hình như em bóng ma em về kia là fan của mình ạ. Ui. Ta chờ quỷ. Chạy. Ui. Quả này thì theo mình cảm nhận thì có một cái sở hữu, một cái khả năng chặn dòm rất là ok. Dành cho anh em nào mà đam mê săn dòm thì cứ cầm cái khẩu súng này đi. Bởi vì cái phạm vi bắn của nó rất là rộng mà. Nên là thế một điều là... Ui. Tôi chạy đi. Đùa đấy. Nào, đây rồi. Để xem mà nó bắn hết cỡ này. Thầy nó đuổi mình ghê thật. Đâu rồi? Nó con vếu này, con vếu đầu xanh đít đỏ này, nó đuổi mình từ đầu bây giờ đấy, cay thật đấy. Sao mạnh mình thấy là đường mà được tỉa ra là ôi giờ mình đang nghĩ đến việc là tại sao mình không làm một top vũ khí mà của súng khắp lọ nhất, vũ khí phụ đó. Lục thì mình sẽ có hoa cải, hoa cải này, xong là slingshot này. Mình nghĩ là mấy cái đấy thuộc dạng còn dễ bắn chán thôi ấy. Cái này anh em vừa bắn đạn nó chậm, xong lại còn xa thưa nó không đúng mấy đâu. Nó có 400 máu mà em nghĩ gì? Ui. Ui, khỏe thế. À có 2 viên nữa. Sao vừa lên mình thấy có 1 viên. Ồ, hay là chúng ta có 2 viên anh em ạ. Là 1 viên nhưng mà có 2 viên đạn kìa. Vãi thật. Ui, đã cho quỷ. Đất cho quỷ, ôi, đất cho quỷ anh em ơi. Phải lấy cái đất cho quỷ mới được. Đây rồi. Yeah. Chết ngay. Ơ, thằng đấy là thằng chủ súng em ạ. Mình gõ vào đầu nó luôn rồi. Được chưa? Ê, mẹ của mất đây cho quỷ chúng ta. Ui xa quá. Đấy. Ui, cái viên thứ hai nó cực chậm luôn ấy. Vãi đái thật. Cái viên thứ hai gần như kiểu là anh em phải nạp được mấy quả đạn rồi. Này, có được 700 máu rồi này. Ngon rồi. Mạnh rồi, mình thấy mình sức mạnh đầy người rồi. Piu. Ê, đây. 700 máu. Đây ơi. Ôi, quả đạn này là ngày xưa anh em xem phim mà cướp biển đấy nhờ. Thì chúng ta cướp biển sẽ có những sở hữu những loại vũ khí tối tân như thế này. Bảo sao bị trốn một mắt là đúng rồi. Ui trúng kìa. Thì nó có đuổi mình đằng này. Ui rồi ôi véo ơi. Tại vì bạn nhà cái thằng nó mà bắn nhanh hơn một chút đi, kể ra cái tốc độ bắn nó được cải thiện một chút thì ok đấy. Nhưng mà méo anh em ạ, đời méo như mơ đâu. U mất máu luôn. Con này bắn có khả năng bắn xuyên tường em ạ. Được thật sự. Bùm. Đấy, được chưa? Cứ 300 máu thôi, nhẹ nhàng. Đạn bay được. Như có rõ như đây là khẩu súng duy nhất mà anh em có thể nhìn rõ đường đạn. Mà nhìn nó bay kìa. Bàng. Nặng méo chịu được thế. Súng mới chấm. À đâu rồi? Em phát mình được rồi. Thế đừng im em ơi. Anh xin đấy. Cho anh một mạng đi để vừa lấy mình được một mạng. Đây là để anh bắn đâu. Được 500 máu. Cố lên để xem mình bắn vào viên, anh em đến vào viên. Ôi, giật mình. Con danh con này. Đúng rồi, cận chiến đi. Nó vừa bắt đàn em anh ạ. Ôi. Chạy. Đúng rồi. Ui, gần nổ chết rồi. Nó nháy rồi kìa. Chúng ta có thể snap nhá. Để xem snap nó có khác biệt gì không. À, snap được em ạ. Snap thì anh em sẽ có cái tốc độ bắn nhanh hơn. Thực ra là méo nhanh hơn tí nào. Đấy, thời đại này. Đấy, snap. Đấy. Đấy, à, snap bắn nhanh hơn. Mình đã ngộ ra một chân lý rồi. Đấy, được chưa? Hợp lý không? Thay đạo thì hơi lâu thôi. Đấy. Đấy. Nếu mà anh em để giữ không này thì... Đấy, nó lâu lắm. Mạnh mà, bây giờ mình thấy mạnh, thấy chưa? Mạnh chưa? Ok, kìa. Ê, bạn ơi. Đuổi, được chưa? Thôi đừng đuổi anh em ơi. Thôi, ôi, kìa. Ôi, cái tít, chịu đây. Ngon như thế mà. Để nó két. Bực. Chạy đâu mà. Mình phải chuốc hết cơn oán giận này. Con đũa thật là phải lên con đồ nhỏ này mới được. Mày phải chết nữa kìa. Súng hải tặc mà bắn như được phép, mình sẽ bắn xuống. Anh em cứ yên tâm chạy đi. Mình slow được. Ui, được chưa? Ôi, mạnh nhờ. Trong khi cái katana một phát chết con dòm thì mình nghĩ là bắn hết cả một cái là cái đống đạn mà mình có thì rồi con nó lên bảo kê anh em ơi. Mẹ. Thuyền trưởng thì phải có thủy thủ chứ, mày không có thằng nào không có thủy đoàn nào được cả. Ui. Ui, thôi nhá, chạy đây. Giật cả mình. Đây rồi. Chết. Chết có gì nữa. Chết, ui ôi, chết thật, mẹ mình chết thì mẹ phải nó chết. Thuyền trưởng đã trở lại. Thuyền trưởng lính nhọ. Đấy, được 3 viên luôn. Ôi, được 4 viên này. Cái lúc hồi sinh em có thể bắn được 4 viên liên tục nhé. Bởi vì cái lúc đầu là chúng ta không bị mất đạn mà. Két. Đấy, có đạn thôi. Hí, tao bắn đi. Ui, chạy. Ý, mình biết bắn đi chứ. Được, kỹ năng cả đấy. Mày để top này. Nào, ra đây. Hựa. Thằng này hay quá anh ơi, cứu em anh ơi. Nó cả em sắp chết rồi. Đây rồi anh ơi. Mẹ mày láo à. Tấp đùa đấy. Đấy rồi, rồi. Nào đuổi đi. Thằng tó này, mày đuổi tao đúng không? Rồi. Thằng nào đuổi tao rồi. Ơ, sao nó chạy hết rồi? Chạy này. Ui đâu đấy. Ui đâu. Ui đồng lắm anh em. Mà chúng nó di chuyển khôn đấy chứ. Cái phòng này toàn cáo ấy. Thề. Thôi mình chạy đây. Nó chơi đó. Yeah. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi. Và hôm nay đây là một clip mình phải nói review một khẩu súng rất là mạnh. Đấy. Lâu lắm rồi mình không cảm giác mà có khả năng control các anh em đấy. Chỉ đứng nhìn anh em và nhìn do tự nằm xuống thôi, không phải làm gì cả. Ok, bye. Nhớ like và cho mình cảm nhận về em ấy. Mở video nhỉ. Bỏ mẹ đi. Thôi, vứt một kho đồ nha. Vứt nha. Bye bye.